Rồi, lời nói đầu tiên cho Minh xin chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Hôm nay mình đi thăm bảy gắn các bạn ơi. Hôm nay là không có chuột nha các bạn. Tại vì mình thăm lần này nữa là mình về quê ăn lễ các bạn. Sẵn đây chúc các bạn lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ăn lễ vui vẻ và may mắn nha. Giờ mình thăm ở cái khu này ba cái nha các bạn. Bữa nay mình đi không có thăm, không có để chuột, chỉ lúa mà. Giờ các bạn theo chân mình nha. Thì lần này mình học không có vô chuột, mình về quê rồi. Cái đợt sau mình lại vô chuột. Giờ cái rừng rừng cao su huyền thoại nha các bạn. Mình không có bông lúa, mình để cái bao bằng lúa mình á. Mình để có dính thì mình để vô đây luôn. Rồi anh em ta sới. Rồi nó sới, nó chuẩn bị trồng bóp hành đậu. Bữa nay cũng 6 bữa rồi các bạn ơi, mình thăm bữa nay cũng khoảng 15 cái. Cũng là 15 cái. Ủa, nên tao ôm nước nó ngập luôn. Chỗ này ăn sao không có nên mình rút hết. Mình để lâu lắm các bạn, hơn tháng các bạn ơi. Ở trong đây có 1 cái nha các bạn. Còn có 7 mình không? Còn các bạn. Này nước quá trời nè. Có cực. Cái cực gì? Con chuột cắn banh tử nó cực. Chuột còn sống các bạn ơi. Rồi vô lúa các bạn. Rồi ở trong này có 4 cái nha các bạn. Các bạn theo mình làm bị gắn nha. Nãy mấy kia không dính mình không quay luôn. Ở khu này có 4 cái. Giờ mình đem thêm một cái nên tăng cường. Ở trong cái khu lùm này ngon quá mà người ta gào lại ta. Nhà trước trong rùi con ngon. Lùm con cái các bạn. Từ xa không thấy gì rồi. Con chuột kia ra luôn. Không có các bạn. Nhìn vô lúa cho nó. Hết lúa rồi. Cho nó con cái bạn, thấy thêm bịch lúa này. Mình hy vọng nghĩ là chắc không có dính lấy lúa chắc cứu. Con quá lợi. Mấy cỏ này nó cắt đau lắm bạn. Nó kêu cỏ chanh. Còn có vảy không nữa. Còn vảy lúa lùm ớn luôn. Không có các bạn ơi. Chuột còn sống. Trên đây con cái các bạn. Ở đây con ông con nào con nấy nó muốn biết nói chuyện. Chạy nó bay nghe. Mời sáng giờ đi không có con nào luôn. E e luôn. Một tuần lễ. Trên đây con cái các bạn. Có gì không? Cứt có gì không? Nhà heo luôn, chuột có con sống luôn. Chuột này nó rải xác các bạn ơi. Ở trong đám cỏ còn cá là chấm dứt điểm này. Cái này quéo gần cua luôn. Héo mà héo quá. Mưa vậy đó. Mấy cỏ nó cắt đau lắm các bạn. Cỏ này cỏ vôi á. Cỏ chuột lội cho bò ăn đó. Ui dồi. Chuột đâu còn sống các bạn. Được. Chỗ này nhìn thấy văn chim ấy các bạn. Lưới quá trời các bạn. Trời. Chỗ đông trong đó là cái đám ám ảnh cho mình nhất luôn. Chết chuột, biếu chuột, cháy lồng hết luôn. Rồi bữa nay cái cầu khỉ huyền thoại nước quá trời luôn. Nước suối, y nước suối các bạn. Nó chảy nè. Cầu này biết sao qua nữa. Nhìn ra cầu cây khó qua. Này có lú
đặt lú này, dính cá chắc nữa. Nay nước lên nè, làm như thăm bẫy nha các bạn. Thì mình qua được cái chỗ này mình mừng hết lớn các bạn. Sợ mình đi mang dép này nè, rồi cái ủng mình bỏ trong vỏ. Nó chợt một cái rớt xuống banh điện thoại luôn. Rồi các bạn thấy trên mình vô thăm có 5 cái bẫy nữa các bạn, khu mới cái đám chuối các bạn. Rồi bên đây nãy sới ruộng quá trời đó. Nước nó xả nên 5 cái kia, 2 cái, 7 cái, sáng giờ không có con nào luôn các bạn ơi. Rồi cái chục cái quéo. Rồi tôi đào bánh gì vậy, cái bẫy mình còn. Người ta quá, ở ngoài đồng quá trời đúng không bạn. Người ta quá trời ruộng. Ui ui nước đâu dữ vậy. Ruộng đâu. Ôi ruộng đã sát luôn bạn ơi. Để luôn á. Để lên khô khô luôn. Từ sau lại như chuột làm tít tít đó bạn, quá trời người ta ngoài ruộng luôn. Và mình đi chuẩn bị vô thăm bẫy, có con cái quá trời bự các bạn. Con cái gì nữa lội nè, để anh bắt cho bạn xem nè. Cái gì trời, ủa con cái gì, ủa con cá leo kiến các bạn. Hôm tại mình không băng luôn, bắt về là nướng luôn, hầm xả luôn, hầm xả ăn cơm luôn các bạn. Cái leo kiến này bự mà, quá trời bự. Nó đâu trong ruộng vậy đây, đây ngỏ vô. Đừng con cá, cá thiệt vui chán bự trong tay mình nữa. Giờ mình thả nó các bạn ơi, giờ mình đem về mình không biết làm gì ăn luôn. Giờ mình thả nó cho nó sống, cá lưu kiến về cái như làm phước mà. Có con rắn này nè, đi nhớ ăn rong nha con. Nhớ ăn rong mà đừng có phá hại mùa màng đây rồi. Đi nha. Bye. Rồi các bạn theo mình này, vô đám chuối điện thoại nha. Đám chuối này không dính con mà nó vô nó ăn xong nó ỉa, bắt đầu nó ra. Lần sau dính con đó các bạn. Mùa này người ta quá trời. Cái bẫy mình còn toàn thay nữa. Đây có bẫy rồi. Dính dần rồi. Trời ơi, một lồng luôn, bích lụp luôn các bạn. Có hàng. Hồ hành này cũng khá bạn ơi. Mà hết chuột nữa. Mình vô. Có hồ hành này, có hồ hành. Để mình lấy cho bạn xem nha. Con này cũng khá. Bích lồng luôn. Mà gác bích lồng. Nè các bạn. Quá bích lồng. Mà gác bích lồng các bạn. Giờ này mình để mình dựng chân, mình không có chân quay các bạn. Giờ mình dựng bắt cho mang xem nha. Các bạn, mới ra nè, mình không có đồ chân quay. Hoặc lồng lưới luôn. Cái này con giun. Chứ con rắn gì. Ôi ôi nó ỉa. Ỉa. Mắt lạnh luôn, muốn lụ luôn, mới tin luôn các bạn. Mang xem nè. Ồ. Hổ hành này dễ thương lắm bạn ơi, hiền khô à. Đây, đây là túi lưới điện thoại mình. Vô con dưới lưới không? Đây, mình không có bao lưới, mình để vô cái bao này nè. Mà không có dây cột nữa chứ. Không chịu vô đó trời. Vô. Ừ. Một con. Cái dây cột luôn. Nắng nóng quá bạn ơi. Giờ này mới 9 giờ mấy, nắng nóng vậy đó. Rồi, các bạn theo mình thăm tiếp tục nha bạn. Để cái bẫy để lại, giấu lại các bạn. Giờ giấu cái bẫy lại. Mình hết chuột rồi. Mình sắp mai về quê các bạn ơi. Giờ giấu lại nha. Các bạn theo mình đây tiếp tục nha. Rồi, đám chuối huyền thoại và con cắn huyền thoại. Một con hổ hành, con chun với con hổ hành. Mình đem về mình nuôi luôn. Mình nuôi lên rồi lớn lên bán nó có tiền có giá hơn, phải không? Giờ nó ăn con chuột mình hết 5 ngàn rồi, mình thả nó uổng.
Giờ mình nuôi nó. Ở đây hồi trước không có dấu vết của đồng nghiệp nào. Bẫy đây nữa. Nó đi buồn quá trời đi. Trên này con cái rồi. Trời, người ta đi buồn thấy quá. Con chuột. Nó ngồi chờ họ nữa. Không có các bạn ơi. Nó chưa lại ăn. Cố gắng này chưa lại ăn. Mình để lại. Người ta đi ruộng quá trời luôn bạn ơi. Nó đi ruộng hơn đi hội nữa. Các bạn xem. Em cho lại cho bạn xem. Đó, sắn mút sắn gì người ta quá trời luôn. Mình vô thăm cái trong này cái nữa các bạn. Để gốc. Mình thường mất bẫy ấy à. Đâu ta? Đây. Ồ dính con gì gã sát hay trời. Trời ơi trời. Gắn gì vậy? Gắn này không nhận dạng được đâu các bạn ơi. Ồ ngộ hành. Mẹ thiệt. Đám chuối huyền thoại, đám chuối yêu thương. Con gắn hồi nãy nó chết rồi. Ký trên sừng. Con gì vô một đống nó luôn. Nó thăm trễ 6 ngày gã xác các bạn. Đây. Nhiều chuối nhìn thấy ghê không? Đi con đêm là thấy ghê luôn. Đây còn cái nữa các bạn. Đây còn cái mà kia hai cái nữa à, kết thúc video. Đừng con. Thấy muốn khổ khổ nữa nè. Vườn chuối ngon quá. Ở đây, đây. Tới rồi. À, hy vọng còn chừng ký. Cuối. Có hôi nhiều hành không? Ồ, mình đua để ra các bạn ơi. Trời, cái gì nữa vậy trời. Trời ơi. Cố gắng hổ ngựa chết. Dính vô kẹt đầu chích nhặt luôn. Nữa. Mắm ba hốc nữa. Cho mình xử lý cái các bạn ơi. Hồi quá. Vì đây con cái mà. Khu này hai cái nó hết chứ các bạn. Nên nó trồng dưa ngộ ta. Trái nhỏ nhỏ cái chén người ta lạc hết trơn. Nó bán dưa hường hay sao đó các bạn. Nó trồng dưa leo vàng các bạn. Chứ không phải dưa bò. Mới đây người ta lạc hết trơn à. Mới thấy luôn. Đây con cái các bạn. Dặn dính con hành vậy đó. Rồi ngập nước luôn rồi. Trời ơi. Cái này nước đâu dữ vậy. Chuột mình còn không biết nữa. Ui sao nặng vậy. Một bé hữu hành bị ngập nước lên đây. Vô vô vô. Chà cái này khá nha. Bị ngập nước lên các bạn. Được được. Hết chuột rồi. Tạm thời gián đoạn nha. Ngừng nha. Đây theo bệnh lúa tưởng không có. Đây còn cái nữa. Đây, bên đây nước à, ngập nước cái hắn lên rồi, hắn kiếm ăn gom bẫy luôn hết chuột rồi. Đây. Con này mập à, con này hái ba lạng, ba lạng được 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 thơm rồi. Mày thấy lưng tưởng gắn bự. Đây đây mình đi thăm cái này tiếp tục. Ghê có hai người này nước lên với trời. Coi gì ơi.
coi gì không, khui bình lúa đẩy ra ngoài vậy không? Cái này chỗ nào không ngập các bạn ơi, đừng ngập, không ngập mấy con. Ủa, có rồi, ủa con chuột chết cái cái trời, chuột mình chết các bạn ơi. Cái cuối cùng tao bị dính rắn hay gì chuột mình chết. Về đến bắt kia bán chuột, nó gắn kia ra rồi. Này đừng con nhỏ nha, đừng con mạnh cũng mừng, đừng bị săn. Ra đây nè, ủ nha, bé này ủ nha. Chuột mình sắp tiêu quá hết rồi đó, giờ mắt lạnh luôn. Trời ơi, nó ỉa cứ như chút người ta dần khe trời, cứ gắn ngộ ăn lúa mỗi người. Tôi bị đến đây bị lưới luôn, bị này để mình không có bằng lưới. Nhìn hình quá. Ok, clip mình tới đây xin tạm dừng các bạn. Nếu bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ mình nha. Nhớ like nha. Bye bye các bạn.